Tấm điểm Arsenal Chelsea buộc phải thắng. Tấm điểm vòng 34 giải bóng đá ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Arsenal Chelsea. Trong đó, Arsenal buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch, còn Chelsea chỉ đơn thuần là cố gắng vượt qua cơn khủng hoảng đang diễn ra ngày càng tệ hơn. Arsenal đang có 23 trận thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua, ghi được 78 bàn, thủng lưới 38 bàn, có được 75 điểm sau 33 vòng. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tại Premier League thời gian gần đây là không tốt. Trong 5 vòng đấu gần nhất của họ, chỉ thắng 1 trận và hòa 3 trận, thua 1 trận. Để duy trì hy vọng cho cuộc đua vô địch thì các pháo thủ không được phép mất điểm số nào trong những vòng đấu còn lại. Chelsea đang có 10 trận thắng, 9 trận hòa và 13 trận thua sau 33 vòng đấu, còn 1 trận chơi đấu. Ghi được 30 bàn, thủng lưới 35 bàn, có được 39 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Phong độ thi đấu của câu lạc bộ là khá tệ. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League thì Chelsea không có trận thắng nào với 1 trận hòa và 4 trận thua. Tân huấn luyện viên Frank Lampard chưa thể giúp câu lạc bộ có được trận thắng nào kể từ khi nhận chức. Và nếu cứ tiếp tục thi đấu tệ như vậy, Chelsea sẽ vẫn còn chìm sâu nữa trên bảng xếp hạng. Trong 5 lần gặp nhau trước đó giữa hai câu lạc bộ, Arsenal đang nhỉnh hơn với 3 trận thắng, 2 trận thua. Với phong độ như hiện tại, dự đoán đây sẽ là trận thắng của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Đội hình dự kiến Arsenal, Chelsea, Sterling đã cắm. Thông tin lực lượng Arsenal, Chelsea. Đón tiếp Chelsea ở trận Derby London, Arsenal vẫn sẽ thiếu vắng sự phục vụ của 3 cầu thủ gồm Takehiro Tomiyasu, Mohamed Anthony, William Saliba. Trong số này, sự vắng mặt của Saliba gây ra nhiều khó khăn hơn cả. Trong khi đó, Chelsea cũng không có được lực lượng tối ưu. Ngoài Amado Broja, Reece James, Mason Mount nghỉ thi đấu đến hết mùa, thì những Marco Guala, Kalidou Koulibaly, Kai Havertz cũng không chắc chắn được ra sân trận này. Cả ba đều cần phải trải qua những bài kiểm tra 18 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Đội hình dự kiến Arsenal, Chelsea. Arsenal sơ đồ 4-3-3: Ramsdale, Ben White, Rob Holding, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Jesus, Martinelli. Chelsea sơ đồ 3-4-2-1: Keita, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Azpilicueta, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell, Modric, Gallagher và Sterling. Arsenal quyết tâm sở hữu mục tiêu 62 triệu bảng. Nâng cấp hàng tấn công, đặc biệt là với vị trí trung phòng, là điều được lãnh đạo Arsenal rất quan tâm ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Theo nguồn tin từ Tuto Mercato Web, pháo thủ đang rất quyết tâm để sở hữu Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia hiện thuộc biên chế Juventus và được định giá 62 triệu bảng Anh. Cầu thủ này có tốc độ, khả năng cản lướt và không chiến tốt. Đầu năm 2022, Arsenal từng cố gắng thuyết phục Vlahovic gia nhập câu lạc bộ, song họ thất bại khi tiền đạo này chọn Juventus là điểm đến sau khi rời Fiorentina. Chi 40 triệu euro, Arsenal sẽ có Sergej Milinkovic-Savic. Theo thông tin từ Calcio Mercato Web, Newcastle United và Arsenal đều đang quan tâm đến tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio. Sergej Milinkovic-Savic được cho là sẽ rời Lazio vào cuối mùa giải. Cầu thủ 28 tuổi có hợp đồng với câu lạc bộ nước Ý cho đến hết mùa hè năm 2024 và họ buộc phải bán anh với giá phải chăng trước khi mất trắng. Newcastle United và Arsenal đang theo sát tuyển thủ Serbia nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho anh. Milinkovic-Savic được định giá 40 triệu euro và vẫn còn xem liệu hai câu lạc bộ nước Anh có sẵn sàng chi ra số tiền này hay không. Newcastle cần mang về một đối tác chất lượng cho Bruno Guimaraes nơi tuyến giữa và cầu thủ 28 tuổi này là sự lựa chọn hoàn hảo. Milinkovic-Savic có thể bổ sung khả năng hàng thủ, sáng tạo lẫn ghi bàn từ hàng tiền vệ. Anh đã có 8 bàn thắng và 8 điều kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Tương tự, Arsenal sẽ phải tìm ra một đối tác chất lượng cho Thomas Partey và Milinkovic-Savic xứng đáng được Mikel Arteta cân nhắc. Chuyển đến Premier League sẽ là bước tiếp theo lý tưởng trong sự nghiệp của tiền vệ này và anh sẽ có cơ hội thể hiện phẩm chất của mình ở cấp độ cao hơn. Arsenal và Brighton cùng theo đuổi sau Ajax. Theo Foot Mercato, Arsenal đang theo đuổi hậu vệ Devon Rance của Ajax, nhưng Brighton dường như đang dẫn đầu cuộc đua. Foot Mercato đưa tin rằng hậu vệ Devon Rance của Ajax đang được chú ý ở Anh với Arsenal và Brighton đang theo sát cầu thủ này. Brighton được cho là có mức giá cao nhất về trường hợp của ngôi sao trẻ vào lúc này, với hy vọng sẽ nhanh chóng ký được hợp đồng. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, Sevilla cũng quan tâm đến Anh.
Rens chủ yếu hoạt động bên cánh phải của Ajax, mặc dù đôi khi anh cũng thi đấu vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái. Bất chấp tuổi tác, tuyển thủ người Hà Lan đã có 87 lần ra sân cho Ajax và anh đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2021. Hiện tại, có vẻ như Brighton là câu lạc bộ có nhiều khả năng giành được chữ ký của Rens hơn. Nhưng Arsenal cũng cố gắng mua một hậu vệ khác vào mùa hè này. Một hậu vệ phải mới sẽ đưa ra phương án thay thế cho Ben White và cho phép Takehiro Tomiyasu bọc lót cho William Saliba khi được yêu cầu. Một trung vệ sẽ trực tiếp bọc lót cho Saliba để Tomiyasu và White ở vị trí hậu vệ phải. Xác nhận số 10 đẳng cấp rời đội, Arsenal rộng cửa ký với giá 60 triệu bảng. Theo The Telegraph, Leicester City có thể buộc phải bán một trong những cầu thủ hay nhất đội bóng. Kể từ khi gia nhập Leicester vào năm 2018, James Maddison vươn lên trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Mùa giải này, anh có màn trình diễn chói sáng cho bảy cáo. Tiền vệ tấn công này ghi 9 bàn và có 7 kiến tạo trong 25 trận tiền đầu mùa. Những con số thống kê ấn tượng trong bối cảnh Leicester thi đấu kém cỏi và đang có nguy cơ xuống hạng. Nhà vô địch Premier League mùa giải 2015-16 hiện đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém khu vực an toàn một điểm. Và họ chuẩn bị gặp đội xếp thứ 19 là Everton trong một trận quyết đấu. Nếu rớt xuống Championship, nhiều cầu thủ giỏi nhất của Leicester chắc chắn bị bán. Tuy nhiên, The Telegraph đưa tin rằng, ngay cả khi Leicester trụ hạng, Maddison cũng sẽ rời King Power. Cầu thủ 26 tuổi sẽ kết thúc hợp đồng vào mùa hè, do đó, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của bài cáo kiếm tiền từ ngôi sao này. Họ cần có ngân sách sau khi công bố khoản lỗ kỷ lục 92,5 triệu bảng vào đầu năm nay. Hiện tại, có nhiều đội bóng quan tâm tới tuyển thủ nước Anh, đặc biệt là Arsenal. Leicester sẵn sàng để anh ra đi với mức phí khoảng 60 triệu bảng. Pháo thủ rất kết Maddison và coi anh là chữ ký để làm dài hàng công mùa tới. Partey có 5 trận thuyết phục Arteta với quyết định 100 triệu. Declan Rice đứng đầu danh sách chuyển nhượng của Mikel Arteta sau khi chứng kiến hệ thống Arsenal xảy ra vấn đề trong những tuần gần đây. Hệ thống Arsenal của Mikel Arteta đã phần nào lộ ra hạn chế trong những tuần gần đây. Pháo thủ đã không thể giành chiến thắng trong 4 trận đấu trước đó và đã phải vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao như thời điểm trước 4 tháng. Bukayo Saka và Gabriel Martinelli không thể tập trung khoan thủng hàng thủ đội bạn và Martin Odegaard đã trở thành cái bóng của một tiền vệ kiên thiết mà chúng ta đã có quen thuộc. Nhưng phong độ của Thomas Partey trong giai đoạn khó khăn này là chủ đề để dư luận xăm soi. Cầu thủ người Ghana đã phát huy tốt vai trò mới trong đội của Arteta, đứng trước hàng thủ 4 người sau Granit Xhaka và Martin Odegaard. Với việc Oleksandr Zinchenko được bố trí đá tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3, tầm quan trọng của Partey đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Có thông tin cho rằng West Ham sẽ tìm kiếm khoảng 100 triệu bảng Anh từ việc bán ngôi sao sinh năm 1999. Rice sẽ không ký hợp đồng mới để thay thế Partey vào mùa giải tới đây, nhưng tiền vệ người Ghana sẽ rất quan tâm đến thương vụ này để đảm bảo bản thân vẫn là một phần thuộc kế hoạch của Arteta trong nhiều năm tới. Hiện tại, Partey lại phải tìm lại phong độ hồi đầu mùa trong 5 trận cuối cùng của mùa giải. Đó chắc chắn là điều Partey cần làm để gỡ gạc hình ảnh của mình, qua đó có quyền tự định đoạt chỗ đứng của mình tại câu lạc bộ.